Chào các bạn, hôm nay câu lạc bộ tiên cá có chương trình phóng sanh cá và chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở Lâm Thành. Chúng ta mới vừa làm gì ở đây? Ăn chay đó các bạn. Ăn chay cả quán này ngon không? Dạ ngon. Quán này do ai nấu đồ ăn chay mà ngon dữ vậy? Dạ là sư cô. Vậy hả? Tiệm chay này tên gì vậy ta? Lạc Viên. Vô phỏng vấn sư cô, hỏi sư cô sao nấu ăn ngon vậy? Chỉ con nấu với. Sư cô không có thích quay phim, chụp hình. Sư cô tu, nhưng mà quay sau lưng thì được. Đó, hỏi sư cô đi. Mình muốn quảng cáo quán chay của sư cô Ai Ra Long Thành. Rồi bây giờ mình chào sư cô, mình về nha. Nói cho sư cô biết giờ mình chuẩn bị đi đâu đi. Thì cái ngày chủ nhật là một cái chương trình đặc biệt của câu lạc bộ tiên cá dành cho những phụ huynh người cá, những bạn người cá thích đi phiêu lưu với tiên. Làm tiên cá rồi, làm người cá rồi là chúng ta sống không còn lệ thuộc vô nhà cửa nữa. Chúng ta sống là outdoor, có nghĩa là chúng ta luôn hướng về thiên nhiên, hướng ra bên ngoài. Nhà cửa chúng ta có thể ở một cái nơi nhỏ bé, chật chội, nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái cuộc sống của thế giới bên ngoài của chúng ta vô cùng bao la và rộng lớn. Chúng ta không còn bị lệ thuộc vào chỗ ở nữa. Chúng ta đi càng nhiều để càng mở mang trí tuệ, đúng không Tai? Đúng rồi. Để không còn bị vướng mắc, phải không? Đúng. Không còn bị chấp, đúng không? Bây giờ trước khi đi thả cá thì mình có một cái game show tại nhà của tiên cá. Đây, bây giờ là game show là chơi thiện xạ nha. Mời em lượm một cái trái đu đủ lên chị. Dạ có rồi. Em lượm trái to nhất. Rồi mấy em thấy gốc cây này không? Dạ thấy. Cái thân cây này thấy rồi đúng không? Dạ thấy. Vẽ mức xuất phát là từ đây. Chơi thiện xạ ai mà chọi trái đu đủ đụng được vô cái thân cây nhiều nhất là thắng. Mỗi em được quyền chọi 5 lần. Lại chưa đụng được thân cây, chưa tính điểm. Rồi tới phiên tay nè, 1 2 3. Không luôn, không có hái trái đu đủ trên cây nha, lụm mấy trái đu đủ nó bị rớt dưới đất á. Thôi kệ, lỡ rồi không sao đâu. Các bạn thấy không, nhà mà có trái cây là không bao giờ sợ chết đói. Mình bị lệ thuộc vô đồng tiền. Trong đu đủ có rất nhiều dinh dưỡng giống như thịt, rất tốt. Tay được 1 điểm. Rồi mấy bạn biết chơi hết rồi đúng không? Hả? Em chơi nhà. Chi vậy? Không, không chơi nữa hả? Rồi tay xích ra nè. Rồi tôi chọi đu đủ nha. Trời, làm sao mà nát trái đu đủ ra là hay nha, cái thân cây nha. Trời vô thân cây. Yeah. Tiếp đi. Chà, tay chọi 3 trái đu đủ luôn rồi. Tiêu chọi 7 trái đu đủ rồi, đưa cho tôi một trái khác. Tiếp tục nha. Biểu diễn thêm lần nữa của tiên cá nha. Yeah. Thiện xảo quá. Cái này là mình đang tập luyện cho môn water polo luôn nha Tài. Môn bóng ném nước luôn nha. Ê, coi chừng. Ê, Nuri. Rồi, Tài đã chọi được rồi. Bây giờ thử sức mạnh nữa nè. Trời. Cái này cho có. Có bị đau chân không? Đau, đưa chân cho tôi coi. Có bị gai đâm chân không? Em tưởng trúng rồi đó cơ. Không sao. Rồi, tiếp. Thiện xạ nè. 1, 2, 3. Thôi được. Rồi mỗi bạn lấy một trái đi. Nãy giờ là số điểm tôi là nhiều nhất đó nha. Tôi chọi vô nãy giờ mấy trái liên tục rồi. Ê ê, sao hái trái mới? Trái dưới đất kìa. Nè coi ơn. Đi ra coi chừng chọi chúng em à.
lại được một điểm nữa. Rồi, quyết định trái cuối cùng là số điểm của Tai bằng với số điểm của Tion đi ha. Rồi số điểm của Nori luôn. Tion, yeah. Rồi tới không? Nori đứng xích lại, trời, Nori nhỏ mà. Yeah, khả năng thiện xạ của Nori hay quá. Trời ơi, Tion chọi trái đu đủ đứt làm đôi luôn rồi nè các bạn. Ai mà chọi đứt nát trái đu đủ ra là thắng, trái đu đủ mà chưa bể ra là chưa có kết thúc đâu nha. Rồi, tay bắt đầu vô đi. Đứng xa 6m, chọi. Trúng mục tiêu nha. Rồi, hụt tới phía Tion. Nhắm mắt chọi luôn nè. Nhắm mắt luôn á các bạn. Xà. Xạo gì? Mà xạo gì? Tai chưa có làm được thiện xạ, tai chưa có định tâm của tai được. Nếu mà tai định tâm được, tai sẽ dùng từ trường của mình để đo tất cả khoảng cách trong không gian, hiểu không? Nhắm mắt lại, định tâm lại, tập trung vô hơi thở. Rồi thôi, trời hụt luôn rồi. Tuyệt chiêu của tiên cá chỉ một lần thôi. Hả? Em không thử đi. Tập trung hơi vô hơi thở. Nhắm mắt lại. Yeah, tay đã làm được rồi các bạn ơi, giỏi lắm. Nhưng mà còn mở mắt chưa được, phải nhắm mắt luôn. Giờ quay một vòng, nhắm mắt chọi. Nhắm mắt quay một vòng chọi. Đây mới là level cao hơn nữa. Chưa được rồi, tới phiên Tion biểu diễn nè. Nhắm mắt quay một vòng chọi đúng mục tiêu. Rồi nhắm mắt tay một vòng. Okay. Quay một vòng. Lại chứ trời. Nhắm mắt lại, không được nhìn. Trời quá rồi, anh chọi vô. Thấy chưa, anh chưa làm bể trái của con rồi. Tay đã làm được rồi, tay rất giỏi, ok. Nhắm mắt lại, quay một vòng, chọi. Anh chưa làm bể trái. Rồi, ok. Nè, tôi lụm cho trái khác nha. Trời ơi, nhà cây trái xum xuê, bỏ không cho chim thú ăn, có gì đâu mà tiếc. Đó, cho lại trái mới rồi, chịu chưa? Đừng phàn nàn nữa nha. Để tôi luyện thi đấu với tay tiếp. Nhắm mắt lại, định tâm, xoay một vòng, chọi trái đu đủ vô trúng mục tiêu. Mình mà luyện được chiêu này, tay có thể chơi môn bóng ném nước water polo số 1 thế giới. Bây giờ là tiết mục tiếp theo là hái đu đủ. Trong các loại trái cây, quả đu đủ là được mọi người yêu thích nhất. Các bạn biết tại sao? Trong đu đủ có rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Các bạn có thể không cần ăn thịt, nhưng chỉ cần có đu đủ ăn là các bạn vẫn khỏe mạnh. Rồi. Thử nha. Thầy cho chính luôn á. Cố gắng nha. Học cái cuốn á, cái cuốn á. Trái đu đủ này đã được chim ăn một miếng. Gia đình người cá tai vui không các bạn? Quá vui nhộn đúng không? Rồi em hái em ăn. Vậy giờ mình khui ra mình ăn luôn hả anh? Có khả năng thi ăn đu đủ của Tion với tai nè, tai là phải nguyên miếng nha. Cho con ăn nữa thầy. Cho con ăn nữa rồi nha. Ngon đúng không? Đó, bà nói bà không ăn mà bà liền. Ăn một miếng nữa. Người cá hát lây đã phát hiện. Đây các bạn ơi, tôi làm luôn 2 miếng bự cho bà. Ăn giờ hãy hộp vậy là nó mốt lên hộp rồi luôn. Ngọt lắm đó. Xem đi ạ. Đu đủ rất là ngọt là ngon, ăn xong phun hộp tại chỗ mọc lên cây đu đủ lần sau ra ăn tiếp nha các bạn. Còn nữa nè, dẹp dao luôn á. Các bạn phun hộp chỗ nào lên cây đu đủ chỗ đó. Rồi, ăn cầm luôn ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn giống như dưa hấu rồi đó, gọi là gì? Bây giờ tôi sẽ phun hộp chỗ này trồng cây chỗ. Nãy giờ mua cá nhiều không? Tại tính thả bé nào vậy?
Hả, mấy bé cá này hả? Này trong này là cái gì vậy? Tết. Tết hả? Rồi hôm nay người cá tai và người cá nori đi thả cá nha, ghi nhận nha. Giải cứu thiên nhiên và động vật. Rồi nhìn phía sau lưng của tai luôn đi, nếu mà mình không cứu động vật thì mình sẽ bị mất phước và sau này mình sẽ giống như vậy nè. Tai quay ra phía sau lưng nhìn. Cứu người và cứu động vật, các bạn nghĩ cứu ai quan trọng hơn? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi bạn người cá tai thử xem nha. Tai, bây giờ cứu con người với con vật, con nào quan trọng hơn? Con vật. Rồi hỏi người cá nori, cứu con người với con vật, con nào quan trọng hơn nori? Con vật. Các bạn đã nghe đệ tử của Tiêu Anh nói chưa? Người cá nori và tai đều nói cứu con vật quan trọng hơn. Nhưng thật ra cứu con người với con vật đều ngang nhau. Con người và con vật đều có giá trị bình đẳng như nhau. Nhưng mà làm người cá thì cứu động vật và thiên nhiên. Con vật, mạng sống của nó nhỏ bé, bởi vậy nó cần mình cứu nhiều hơn. Còn làm người có phước đức lớn mà không biết tu tập sẽ mất hết phước, sống sẽ còn tệ hơn cả con vật nữa. Đa số người ta thích làm từ thiện, người ta không có để ý đến thiên nhiên và động vật. Nên cái việc mà cứu thiên nhiên động vật là các người cá phải cố gắng làm cho bằng được nha. Sau khi cho tiền bà lão ở đây xong rồi, bà lão vẫn tiếp tục xin ăn được nữa. Nhưng những con vật này thì sao các bạn? Nó đâu có cần tiền đâu đúng không? Nãy giờ các bạn người cá đã mua rất nhiều, hoặc vẫn không thể cứu hết. Bởi vì vẫn còn có nhiều người, người ta đi chợ người ta mua cá về ăn thịt. Nên mới đây một bạn cá diêu hồng đã lên thớt nằm rồi nè. Còn bà lão ở đây tuy là bà lão khổ nhưng mà bà lão vẫn có thể xin tiền kiếm sống qua ngày được. Bà lão vẫn có thể sống sót được. Mua cho con cá chép đó đi. Cứu bác cá chép này, bác cá chép nhảy ra. Ý bác cá chép nói là không cam chịu chết, muốn được sống nữa nên phải cứu nó. Đúng rồi, cứu bạn cá chép đó đi. Đây là việc quan trọng cấp bách cần phải làm. Những cái con động vật này nếu mà không cứu nó, hôm nay nó sẽ bị giết làm thịt hết. Còn việc làm từ thiện ở đây, bà lão vẫn có thể sống được, bà lão vẫn có thể kiếm tiền được. Đây là những loài vật đang bị dồn vô bước đường cùng rồi, nên chúng ta phải cứu. Và các bạn người cá nori và tai đang cố gắng hết mình để cứu các loài vật ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua tiếp, thả những bạn cá ở đây trở về thiên nhiên. Ở đây có mấy bạn cá trê, cá lóc. Bây giờ gia đình người cá đã đến đây, nơi mà Tion sẽ tiễn các người bạn của mình. Qua ở đây có một cơn lốc xoáy nè các bạn. Nước từ đây sẽ chảy xuống này. Thả bên đây là đi luôn đúng không? Dạ. Dạ. Đi xuống chỗ mấy chỗ kia. Dạ. Đổ đây là bị vướng này bắt chết hết đúng không chú? Dạ đúng rồi. Đổ đại đạp đi. Đổ đại đạp đi. Dạ. Giữ lại cái bao ni lông nha. Thank you.
sông lớn luôn, không ai bắt luôn. Trên mặt nước là dù sóng lớn cỡ nào mình vẫn trôi lững lờ trên mặt nước được nè, giống như mấy bé ếch nè, các bạn thấy mấy bạn ếch không, mấy bạn ếch là dù sóng lớn cỡ nào mấy bạn ếch vẫn không chìm, mấy bạn ếch lúc nào cũng nổi lững lờ trên mặt nước đó đó. Mình mà thả nổi được là mình không bao giờ bị như vậy luôn anh đó, nó lại nổi lên nữa à. Bởi vậy cái kỹ thuật mà vuốt tay nổi trên mặt nước nó rất là quan trọng, các bạn phải biến đôi tay của mình thành vây cá, các bạn mới có thể sống sót được trong những trận đại hồng thủy tương lai. Chương trình tiếp theo là câu lạc bộ tiên cá sẽ ghé về thiền viện Thường Chiếu để phóng sanh chim. Mấy bé chim ơi, mấy cưng sắp được thoát rồi nha. Hồi để quý thầy đọc kinh cho mấy em, rồi mấy em sẽ được thả tự do, không còn bị bắt nữa, rồi đi ngủ nha. Sướng nha. Các bạn có thấy chim không? Chim ơi, chim, 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 chim. Đừng có thả nha thầy ơi. Tay ngồi chọc chim đúng không? Tay vừa massage cho chim. Chim làm gì cần massage tay? Cần chứ, sao không cần. Nó quý massage lắm á. Tay đi vô ngồi niệm Phật đi. Ở đây lấy cái cây chọc chọc chim, chim sợ kìa. Con chim bay qua đây massage. Ừ. Hai em đi vô ngồi nghe niệm Phật đi. Tự nhiên anh Tài đánh cái đất của em rồi. Bởi vì anh Tài anh quậy quá mà. Có xa nè, chim ơi. Rồi ngồi phá con chim, chim sợ massage gì quậy quá. Hồi con chim nó sợ nó nhảy nó tà cái mỏ nó bây giờ. Thôi, mình đi vô đi Nori. Vô ngồi nghe niệm Phật đi. Để Tài ngồi đây chơi chim đi. Gì? Chim sao? Chim thúi quá. Ờ, cái mùi lông của chim thúi quá đúng không? Chị mấy chú chim này được sướng hơn mấy chú cá hồi nãy luôn. Được tụng kinh. Hồi nãy mấy cá không biết tụng kinh. Thank you.
Thank you.